Chào các bạn đã biết cách chúng ta làm sao chúng ta có thể nhận được data dữ liệu khoảng 10GB ở mạng 4G của Viettel miễn phí 100% chưa các bạn? Thì các bạn đã biết thì cái công nghệ Internet càng ngày càng phát triển, hiện tại thế giới nó đã có công nghệ 5G rồi, nhưng mà Việt Nam vẫn chập chững bước vào cái công nghệ 4G như các bạn đã thấy rồi ấy, được chưa? Thì Internet đó làm sẽ làm thay đổi cái mọi hoạt động, hoạt động kinh doanh hay là hoạt động giải trí các thứ, được chưa? Bây giờ các bạn cứ thử tưởng tượng xem, từ già đến trẻ ai cũng có một cái smartphone, một chiếc điện thoại, mà là chiếc điện thoại đó chính là smartphone. Nó có rất nhiều cái tính năng, lướt web, Facebook, Zalo, các mạng xã hội. Thì đó là một trong những cái mà chúng ta cập nhật được thông tin, và nó là một cái môi trường nó rất là rộng, được chưa? Môi trường phẳng, đó là môi trường phẳng, người ta gọi là môi trường phẳng. Thì để làm sao để chúng ta có thể có được dung lượng mà chúng ta lướt web ở 10GB là lướt web bình thường ấy là quá đủ rồi các bạn, 10GB lướt web ở mạng 4G quá đủ, hoặc là xem phim miễn phí. Thì chỉ với mình hôm nay mình sẽ chỉ với các bạn là hai bước cơ bản dưới đây, chắc hẳn các bạn sẽ thành công trong việc là nhận 10GB data dữ liệu của Viettel. Thì nếu mà các bạn ở một số hạ tầng ấy, nó hỗ trợ 4G như là ở các thành phố các thứ ấy, thì có một số chỗ là nó hỗ trợ 4G rồi, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh các thứ. Thì để cách nhận 4G miễn phí ấy, thì có nghĩa là cái chương trình của nó sẽ ưu đãi tặng 10GB dung lượng data khi các bạn chuyển đổi sim tự lên sim 4G của Viettel. Mới đây ấy, thì cái nhà mạng này ấy, nó đã chính thức tung ra một cái chương trình khuyến mãi ưu đãi rất là hấp dẫn. Nó kiểu như nó nhằm khuyến khích khách hàng nó nâng cấp từ cái sim bình thường ấy, sim 3G ấy, nó chuyển lên cái sim 4G để hoàn toàn miễn phí, mà nó còn được tặng tới 10GB để các bạn trải nghiệm tốc độ mạng 4G các bạn. Mọi khách hàng ấy khi hòa mạng ấy, hoặc là đổi sim 4G ấy, lần đầu tiên ấy, nó đều được nhận với cái giá ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Và theo đó kể từ cái ngày 8 tháng 3 2017 đã triển khai cái chương trình dùng sim 4G miễn phí để trải nghiệm data 4G siêu hot, nó nhằm giúp các thuê bao chuyển đổi từ cái chuyển đổi sim lần đầu tiên ấy, và có thể trải nghiệm miễn phí cái mạng 4G tốc độ cao với cái dung lượng data lên đến 10GB. Thời gian để ưu đãi ấy, data 4G này nó sẽ được tặng miễn phí là 7 ngày tính từ cái ngày mà nó được cộng dung lượng, được chưa? Và lưu ý khi bắt đầu tham gia từ mùng 8 tháng 3 2017 ấy, và hiện vẫn chưa có thời gian kết thúc, có nghĩa là hiện vẫn nó đang có trong cái thời gian mà các bạn nâng cấp lên, được chưa? Phạm vi triển khai nó trên toàn quốc, được chưa? Thì mỗi thuê bao nó chỉ được đăng ký một lần, mỗi thuê bao chỉ được đăng ký một lần. Khi hết dung lượng miễn phí thì sẽ không thể truy cập được mạng, dù với cái tốc độ nó mạng thấp, được chưa? Với tốc độ thấp có nghĩa là hết cái dung lượng data ấy, được chưa? Hết cái dung lượng data 10GB ấy thì nó sẽ không vào được, không truy cập được cái mạng, mà phải mua thêm cái gói cước đấy. Đích của nó này, nâng cấp lên, dùng nhiều thì hết nhiều, tốc độ nhanh thì hết nhiều, nhưng mà lúc đó thì họ sẽ không cho các bạn vào, thì các bạn phải mua dung lượng rồi, được chưa? Mua dung lượng dữ liệu, được chưa? Các gói khác để tiếp tục chúng ta có thể sử dụng đấy. Và cách để nhận 10GB, và bây giờ các bạn này, cách để nhận 10GB data 4G của Viettel khi đổi sim. Để nhận ưu đãi 10GB data khi đổi cái sim 4G của Viettel ấy, thì khách hàng Viettel hòa mạng mới hoặc là đổi sim 4G lần đầu tiên chỉ cần thực hiện theo hai bước đơn giản sau đây. Thứ nhất, đó là bước 1, mang theo chứng minh thư nhân dân, chứng minh nhân dân và thẻ SIM muốn chuyển đổi đến các cửa hàng hay là trung tâm giao dịch của Viettel trên toàn quốc để đổi SIM sang 4G, được chưa? Và bước thứ hai, sau khi đổi SIM 4G thành công thì các bạn soạn tin nhắn theo cú pháp là 4G gửi 191 để được nhà mạng cộng ưu đãi lên tới 10GB data tốc độ cao. Như vậy thì khi các bạn thực hiện hai bước này thì các bạn đã có thể là chuyển đổi thành công lên sim 4G. Rất đơn giản đó. Khi chuyển đổi lên 4G thành công thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập Internet ở tốc độ cao gấp 10 lần so với tốc độ 3G. Thao bộ lướt web, tải nhạc, xem phim, chơi game online trong tích tắc, có nghĩa là rất là nhanh.
Bạn có thể bạn còn chần chừ gì nữa mà không thực hiện cách này để chúng ta nhận được 10GB data 4G của Viettel ngay mà thôi. Đấy, đây là bài viết mình tham khảo ở trên trang công nghệ.com. Và nếu các bạn thấy hữu ích ấy, thì các bạn có thể là share video này cho bạn bè của chúng ta. Và các bạn nhớ là vào ra các cửa hàng Viettel lân cận của chúng ta để chúng ta miễn phí chuyển đổi lên 4G. Đằng nào chúng ta cũng chuyển đổi lên 4G, tại sao chúng ta trong lúc này chúng ta lại không chuyển đổi lên 4G mà trải nghiệm cái tốc độ của nó. Rồi, ok, chúc các bạn một buổi cuối tuần thật là vui vẻ và thành công. Hẹn gặp lại với các bạn những video lần sau. Anh em có khúc mắc gì có thể ra câu hỏi để mình hỏi bác từ kia. Và các bạn anh em nào mà nghe video này mà khó chịu ấy, thì với cái giọng đọc của mình ấy, thì các bạn có thể thông cảm cho mình một chút. Mình sẽ hoàn thiện ở những video lần sau. Chúc các bạn thành công.